Xin chào tất cả bà con. Trong video ngày hôm nay, công ty Bình Quân sẽ tổng hợp các dòng máy da đa năng từ năng suất gia đình cho tới năng suất công nghiệp. Đầu tiên là dòng máy rang R15. Máy có tính năng rang đa dạng mọi loại hạt như cà phê, ngô, lạc, hạt điều, các loại hạt ngũ cốc và nhiều nguyên liệu khác. Máy sử dụng nguồn điện 220V, động cơ giảm tốc là 0,75 kW, rất phù hợp với các hộ kinh doanh gia đình hay những cơ sở sản xuất nhỏ, với năng suất từ 10 đến 15 kg trên một mẻ, thiết kế nhỏ gọn, di chuyển bằng 4 bánh xe, thuận tiện cho người sử dụng. Đặc biệt, máy được trang bị thêm lớp bông cách nhiệt, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi mua máy, bà con còn được tặng kèm một xẻng múc nguyên liệu. Tiếp theo đây là dòng máy rang đa năng R30 Inox với năng suất từ 25 đến 30 kg trên một mẻ. Cải tiến hơn nữa, người ta làm nguyên liệu dạng phễu, thiết kế gập lên xuống giúp củ lạc đi vào bồn là việc dễ dàng mà không cần xẻng múc. Tùy vào từng loại hạt rang khác nhau mà công ty Bình Quân đã sáng tạo thêm đồng hồ hẹn giờ và đồng hồ đo nhiệt điện tử thông minh, giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức. Buồng rang với ba cánh quạt xoắn chạy dọc buồng giúp cho củ lạc được đảo đều mọi mặt, tránh bị cháy xém. Máy chạy nguồn điện 220V, động cơ 1,5 kW, phù hợp với các hộ kinh doanh sản xuất hạt đóng gói. Để giúp bà con rút ngắn thời gian, xử lý nhanh hơn sau khi thu hoạch, thì chiếc máy rang đa năng R40 Inox là một sự lựa chọn cực kỳ thông minh. Với năng suất nhỉnh hơn một chút, từ 35 đến 40 kg trên một mẻ. Máy có nhiệm vụ rang chín và đều các loại nguyên liệu như ngô, hạt tiêu, hướng dương, các loại đỗ và nhiều nguyên liệu rang khác. Như bà con đang thấy, công ty Bình Quân chúng tôi đang thử máy rang với nguyên liệu là ngô nguyên hạt với nhiệt độ là 250 độ C trong 5 giờ. Bản điều khiển thông minh bao gồm công tắc nguồn, đèn báo, công tắc đảo chiều, đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ và đồng hồ hẹn giờ. Hệ thống tạo nhiệt của máy rang đa năng R40 Inox gồm 21 thanh nhiệt, giúp tỏa nhiệt đều khắp buồng rang. Mỗi thanh nhiệt có nhiệt độ từ 500 đến 800W, tùy theo yêu cầu người sử dụng mà công ty chúng tôi sẽ lắp đặt. Máy còn được thiết kế thêm dây tiếp mát và áp tô mát chống giật, đảm bảo việc an toàn khi máy hoạt động. Công tắc đảo chiều giúp đưa nguyên liệu ra ngoài, và đây là thành quả bà con đang mong đợi. Cuối cùng là máy rang đa năng R50 đang được thử với nguyên liệu là đậu tương. Với phễu nạp to, rộng, lồng rang có chiều dài là 101cm, đường kính đáy thùng là 79cm và đường kính miệng lồng rộng là 35cm. Lồng trong rộng rãi, chứa lượng nguyên liệu thô từ 45 đến 50 kg trên một mẻ trong một giờ. Thiết kế hiện đại, bản điều khiển thông minh, an toàn, dễ sử dụng. Chiếc máy rang R50 sẽ là một trợ thủ đắc lực để kinh doanh các loại hạt ngũ cốc rang. Để biết thêm thông tin chi tiết, bà con vui lòng truy cập website bingquan.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0914 872332 hoặc 0915 612211 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Ngoài ra, bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy và thử máy theo địa chỉ khu công nghiệp Phú Thịnh, đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.